Khoa Bắc lên tiếng chốt kèo về thương vụ bạc tỷ ở xứ cờ hoa cùng Vương Phạm. Mới đây, trong vlog mới ra của mình, Khoa Bắc đã chính thức lên tiếng về thương vụ bạc tỷ trên xứ sở cờ hoa. Theo đó, Khoa Bắc sẽ mở một nhà hàng cực lớn ở Mỹ với vốn đầu tư hơn 1 triệu đô la. Được biết, nhà hàng còn có sự góp vốn của triệu phú đô la Vương Phạm. Khoa Bắc chia sẻ, bữa giờ anh Vương cũng lên video nói nhiều về nhà hàng này rồi. Hôm nay, mình chính thức lên tiếng nói cho các bạn hiểu hơn về đường hướng kinh doanh. Bởi mình chuyên đánh giá review về nhà hàng khách sạn du lịch, mình biết rất nhiều anh chị em tò mò xem nhà hàng Khoa Bắc như nào. Theo đó, Khoa Bắc cho biết, mở một nhà hàng tại Mỹ nhiều công đoạn như vậy, khó khăn như vậy. Thương hiệu này mình làm ra, muốn nó vô tầm quốc tế luôn, không đơn thuần chỉ tại Việt Nam hay Mỹ, mà là hàng chuỗi. Mô hình nhà hàng này giá rẻ, không thu giá cao, nói thẳng luôn bán vì đam mê luôn đó, không đặt nặng vấn đề doanh thu, lợi nhuận. Trước đó, Khoa Bắc và Vương Phạm đã khiến cộng đồng mạng rần rần khi đã cùng nhau mua chiếc máy bay có giá 5 triệu đô, xấp xỉ 115 tỷ đồng. Thậm chí, chi phí để vận hành chiếc máy bay rơi vào khoảng 1,2 đến 1,5 triệu đô một năm. Riêng thay nhớt cũng đã tốn tới 600.000 đô một lần, hơn 13,6 tỷ. Thời gian gần đây, cái tên Khoa Bắc đang trở thành một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên các trang mạng, nhất là sau vụ lùm xùm của anh chàng với tỷ phú Johnny Đặng. Cụ thể, dù từng tỏ ra rất thân thiết trong quá khứ, nhưng không hiểu vì lý do gì mà anh chàng YouTuber bất ngờ xóa toàn bộ những clip cũng như ảnh trên Facebook có mặt của Johnny Đặng. Nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ sự trồi sụt cổ đông CoinDBC, thứ mà Khoa Bắc đang hợp tác chung với vị đại gia. Tuy nhiên, trong những clip gần đây, Khoa Bắc lại bất ngờ được nhiều người chú ý tới, không phải vì các thông tin liên quan tới Johnny Đặng, mà lần này, sự quan tâm được đổ dồn vào một nhân vật nữ mới xuất hiện. Theo đó, cô gái xinh đẹp thường xuyên xuất hiện trong các clip gần đây của Khoa Bắc là Majiko, tới từ Nhật Bản. Sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, nét đẹp tinh tế sắc sảo, Majiko nhanh chóng chiếm được cảm tình từ phía người xem. Thậm chí, còn xuất hiện không ít tin đồn cho rằng Khoa Bắc cũng như cô nàng đang trong một mối quan hệ tình cảm. Bằng chứng là trong các clip gần đây, anh chàng YouTuber tỏ ra rất thân mật, thậm chí còn không ít lần cho mỹ nhân bên cạnh. Tuy nhiên, mọi thứ không phải lúc nào cũng toàn những điều tích cực, đặc biệt là đối với cộng đồng mạng có phần hỗn tạp trên YouTube. Bên cạnh rất nhiều những lời chúc tốt đẹp khen ngợi nhan sắc cũng như sự thông minh đáng yêu của Majiko, trong video mới nhất, khi cô nàng cosplay thành hầu gái để đi chơi Halloween cùng Khoa Bắc, bất ngờ xuất hiện không ít những bình luận có phần tiêu cực, thiếu văn hóa hướng tới cô gái xinh đẹp này. Cụ thể, không ít bình luận tỏ ra vui đùa quá trớn cho rằng bộ trang phục của Majiko có phần giống trong các bộ phim 18 đình đám ở Nhật Bản. Nhiều bình luận còn tục tiểu đáng bị lên án hơn cũng xuất hiện rất nhiều bên dưới video. Trước đó, hình ảnh được cắt ra từ phụ đề của clip xuất hiện tràn lan trên khắp các group. Nhiều người cho rằng Khoa Bắc đã có lời nói mang tính quấy rối Majiko khi thấy cô mặc trang phục cosplay hầu gái. Theo đó, nhiều người bày tỏ sự thắc mắc chỗ tới công chuyện của Khoa Bắc trong dòng phụ đề kèm theo biểu tượng cười mang tính cợt nhã này khiến cho dòng sub trở nên không mấy đứng đắn. Một bộ phận netizen cho rằng Khoa Bắc đã có lời nói cố tình quấy rối Majiko trong video. Tuy nhiên, khi tìm hiểu, đây chỉ là đoạn phát sub mà Khoa Bắc cố tình chèn vào clip để thêm phần hài hước. Đây không phải là lời nói trực tiếp tới Majiko trong video nên không thể tính là quấy rối tình dục. Gần đây, Khoa Bắc khi làm content với Majiko cũng thường xuyên chèn những phụ đề giả thế này cho video sinh động. Tuy nhiên, có lẽ nó đã gây ra phản ứng ngược. Mặc dù không trực tiếp nói những lời như trên, tuy nhiên có lẽ Khoa Bắc cũng cần rút kinh nghiệm khi chèn những phụ đề không mấy hài hước này lên kênh của mình để tránh những suy nghĩ lệch lạc xảy ra.